Hi, chào Minh Khả, bạn quay trở lại Đừng Làm Đấy nha. Ngày hôm nay đang mùa dịch Corona, tôi dẫn theo cái thằng này đi theo nữa. Hôm nay nó được nghỉ học đến thứ mấy? Thứ hai nữa hả? Cho nên ba mẹ đi làm hết rồi, tôi phải dẫn nó đi đi rừng cùng tôi. Hôm nay chú sẽ chỉ con cách móc cua. Dạ. Cái chị móc cua, con thích móc cua không? Thích. Móc cua móc sao biết đâu? Dạ không. Chỉ cho này. Thầy sẽ đây ra. Lắp đây lại, lắp này lại nữa, lên lại nữa. Rồi yếu lắm, chưa tới đâu. Chừng nào lớn này là con tay dẹp đi. Thì chú sẽ dò hang cua nha nè, đi dò quanh mấy cái bờ mương này. Hang cua đâu chú? Tao quanh mấy cái bờ mương này nè, xem có hang cua không? Có phải hang cua không chú? Tao xem coi. Như đây là hang cua thì phải. Để chú móc ra cho mày xem trong đây có con cua không. Mày có cần thực tập không? Không. Sao vậy? Thường con đâu đi vô đây đâu. Nè, chỉ cho nha. Bành cái hang ra. Dạ. Nè, đây có dấu đào nè. Chắc có hang ở đây á. Mệt chết. Thân mình chưa lo xong á. Đang kéo thêm thằng cua này đi theo nữa. Hang này có con trong đây sao này? Không đi học cách móc cua mà mày không chịu thực tập gì hết. Đứng nhìn vô, thò cái tay vô cái hang đi. Sợ cua chích. Sợ cua chích, đi móc cua mà sợ cua chích. Sợ dao đâm. Đây là một cái hang cua biết không? Ừ. Móc tay vô hang. Thấy nó là sao? Hang lại bò sâu quá. Tư thế móc cua là phải chống tương mày đúng không? Móc vô. Có. Ốc nè. Rửa ốc. Đây. Hay là con trai là phải biết tập tành móc cua từ nhỏ hay chưa? Vâng, đúng rồi, con trai phải biết tập tành bắt cua từ nhỏ. Nhìn vô, thấy cái gì? Sâu lắm. Sâu, hang sâu lắm hả? Tay con không chịu. Tay con cảm nhận được cái gì không? Không. Sâu lắm hả? Ở đây quá. Nó sâu lắm, ở tay kia. Vậy chú móc cho con xem đi. Được rồi, tao sẽ truyền lại, hôm nay tao sẽ truyền lại kinh nghiệm cho mày. Dạ. Coi như là mày hên lắm mà mày được nhận làm đệ tử đó. Dạ. Qua đây nhìn, chú chỉ cho cách móc cua đại pháp. Chú, ở đây có xác cua nè chú. Đâu? Đây nè. Ghê, mày tinh mắt. Nãy giờ tao không thấy mà mày thấy được. Mày có năng khiếu móc cua đó con. Ráng lên con trai. Nhìn tướng tá cũng đẹp trai đó. Rồi cố gắng lên con trai. Có cái gì phát hiện đây? Cái chân cua. Vậy trong đây có hang cua thật rồi con ơi. Để chú dùng tay chú móc vô. Móc cho mày xem bây giờ. Dạ. Móc tay vô. Mày đâu á? Đây ra đây đi theo. Đây đi. Cái hàng này sâu quá. Cái hàng này sâu quá. Mới chưa tới nữa. Cái hàng. Móc qua hướng nào đây nè. Rồi. Mới được cái càng đấy. Mới được cái càng một xíu cái càng rồi. Rồi, tôi tới được cái càng rồi. Đâu, tôi chú bắt được cái càng rồi, theo ơi. Dạ. Mày làm gì á? Dạ. Hả? Đi. Càng đâu ra mày đánh, sao mày đánh chó vậy nè? Đã có ai chết rồi mà mày đốt nhang, đốt không có nổi nhà mày hả? Hả? Đốt không có nổi nhà hả? Yeah.
Gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Dạ. Cái gì vậy? Chơi. Chơi cái gì? Chơi pháo. Ai cho mày chơi pháo? Mày kiếm đâu ra? Trời. À. Biết con nít chơi pháo là không tốt không? Đổ văng trúng người chú rồi nè. Ôi. Chừng nào mày đi học? Mày đi sớm cho tao giùm tao một cái đi, mày đi sớm giùm tao một cái đi, mày phá quá. Tao chỉ mày bóc cua mà. Trời. Mày đốt hồi nào sao tao không biết? Sao không nói tao? Còn chỗ nào không? À, là mày đâu ra chơi pháo? Thằng nào mà xuống đít chơi pháo này? Khốn nạn thật. Thế mày đồ mày đốt xa, mày đốt gần tao chắc nổ banh sắt tao rồi. Ôi, mẹ đây. Dạ. Phá đâu rồi, kiếm đâu ra? Sao mày đốt mày không nói tao để tao được tao chuẩn bị hả? Nó chứ là chi để nó chạy à. Mày nói mày còn cãi lại nữa hả? Lại đây! Tao cha nha mày! Cút về! Đừng đi theo tao nữa nha! Mày đừng áo tao nè! Cút cút! Cút gấp cho này còn kịp! Tổ cha nha mày! Mày biết! Con đứt mày chưa hết! Thằng tổ cha thằng nào vậy mày đưa hết! Cười hả? Để sao thằng nào đánh mặt nhen cái nhen cái mặt răng nó mày cười hết đúng không? Cắt cù bây giờ mày thấy đâu? Cút về! Dẫn đi móc cua chứ phải dẫn mày mày đi đốt pháo. Biết móc cua chưa? Rồi. Rồi đi cút. Đó là trời. Con mấy cháu. Học bây giờ học toàn học phá luôn à. Pháo ai cho? Ai cho pháo đó? Dẫn nó ra. Đúng rồi chứ. Nó còn không? Hết rồi. Đi về đi. Mệt rồi. Quẩy khỏi chơi không chơi nữa. À, dẫn đi đốt pháo mà. Nó nổ cái mà phỏng mất cả chân luôn.